mời cả nhà sẽ thu hoạch chung với Hiền cái mớ cải kheo này để mà Hiền sẽ làm cái bánh chip của cải kheo ha cả nhà ha. Cải kheo này để Hiền coi thu hoạch bằng tay. Thu hoạch bằng tay được rồi mọi người, không có cần phải xài kéo. Cái lá cải kheo này nè, ở siêu thị bên Úc á, bán mắc lắm á mọi người. Nếu mà nó không có ngay mùa, có khi Hiền thấy họ bán một bó gì là cỡ khoảng 6 đồng á, 5-6 đồng. Here something. Hai cha con ở bên ôm sòm hết trơn. Hiền cũng sẽ thu hoạch một mớ cái cải cầu vồng luôn. Quá trời cải kheo này rồi cả nhà ơi. Nó mọc nhiều quá xong rồi nó xen kẽ với cỏ ở đây nè. Đây. Sẵn Hiền bứng cái cỏ ra luôn. Trời ơi, nó, cái cỏ nó mọc kế cái cây cải kheo của Hiền luôn. Đây mọi người thấy không, cái cây cà phổi nó đang vươn lên để nó cao lên nè. Tại vì mấy cây bí ngòi của Hiền nó cao quá chừng cao rồi, cho nên nếu mà cà phổi không cao nổi á thì nó sẽ bị che ánh nắng mặt trời, nó sẽ không lấy được ánh nắng mặt trời á. Đây Hiền mới dỡ cái lưới ra cho cái phần bí ngòi, cả nhà thấy bây giờ bí ngòi nó cao dễ sợ cao. Và kế bên là cái gì, khổ qua đó. Bây giờ vẫn còn rất là nhiều cải kheo nè cả nhà, tiếp tục thu hoạch thôi trước khi trời nó sẽ tối luôn. Trời nó ơi, bắt đầu chập chạng buổi chiều rồi. Đó. Đây. The rest of the kale. Yeah. Yep. Bây giờ tới anh Chris ảnh thu hoạch nha cả nhà. Rose là chưa giòn như thế. Mấy cái lá đó hiện thấy nó non quá trời à. Chừa lại để cho nó phát triển tiếp. Actually it's very easy to pick by hand. Is it? Yeah. Just, you see. You want me to show? Yeah. Easy, right? Yeah. So many. The only problem is you don't want to pull the roots out. You know? I have to go around the other side, I can't reach. Watch out for the snake. Bên kia cỏ nó cao nên hiện kia ảnh coi chừng có rắn. Chứ thì mình khi mà ở bên Úc á, mình đi ra mà mình tạo âm thanh á thì rắn nó sẽ bỏ đi với mọi người ha. Quá chừng luôn, quá chừng, quá chừng. Đây mình mình xin chào cô chú ấy. Hey, xin chào cô chú. Hey, đứa nào đi vô đây xin chào cô chú nghe coi. If you notice, but there's a kale tree in here as well. Yeah. And I think it's been missed because it's chock-a-block. Anh nói có một cái cây cải kheo nó mọc ở dưới cái cây zucchini với mọi người, cho nên nó đầy quá chừng đầy rồi. It's like they're fighting for the space. Yeah. Giống như mấy cây này đang tranh đấu để có khoảng trống, khoảng trống sinh tồn như cả nhà. Black kale. Black kale. Yeah. Looks like green, but why do they say it's black? Guess you gotta have some sort of name for it. Cải kheo đen cả nhà. Kheo đen. You know, all of this area now have seedlings down there, so don't step on them. Don't step on any area. You don't have to, you know. Yeah. Where? On around. Down that area. Yeah, even up here, everywhere. Right. Just waiting for them to, you know, sprout now. Yeah. I think your bitter melon will start to give some fruit soon. Oh. Can't wait. No, you don't like bitter melon. Hiền nói là cây khổ qua sắp có trái, anh nói thì ghê rồi cả nhà. Nhưng mà ăn tốt.
kale chips out of this one, Hen. Yep. Sẽ làm bánh cải kheo ha mọi người. Wow. Thật thiết sao? Như thế. Đây sẽ là lần đầu tiên mà tụi mình làm cái bánh này. Hồi đó giờ thì Hiền chưa ăn, ảnh có ăn rồi nhưng mà Hiền chưa ăn lần nào hết. Chào, mì ẩm rồi thích chưa? That, you got that from the shop. Yeah. That would cost. Organic. Baby. Hả? Nói một bó gì ở tiệm là sẽ mát lắm đó cả nhà. Sao thế? Yeah. Oh, and you wanna get some silver bit here? Some silver bit? Yes. Con xin chào cô chú ơi. Xin chào muộn nhưng mà xin chào đi. Xin chào. Xin chào. Dòng xã thì cắt mấy cái lá thiếu một ít còn lại nữa là xong. Tiếng vậy 50 cent. Anh đâu hiểu gì đâu, Hiền nói anh đâu hiểu gì đâu. Rồi. Sắp cái mớ cải này vô nha con. Quá chừng. Cầu vòng nữa nè. Hiền thấy mấy cây cải cầu vòng ở bên đây. Đây nè anh Chris, ảnh đã ngâm sẵn cái peat moss. Nó là một dạng giống hơi giống như sơ dừa mà Hiền không biết peat moss là nó từ cái gì. Có thể là từ what are they made from the peat. Chắc là một loại đậu hả? Is it one type of bean or something? Bean? Yeah. No. Không phải mọi người, nó là peat moss thì nó from the swamp. Rồi mấy cái từ này Hiền bí lù lú bì rồi cả nhà. Thôi túm lại là nó hơi giống như sơ dừa để cho là một cái chuồng mới cho mấy cái con trùng quế nó sẽ sống nè cả nhà đó. Thì sau đó mình sẽ thu hoạch cái đất từ mấy con trùng quế mà đang có ở trong chuồng của tụi mình ha. Đó. So I'm just gonna tip this out. Anh nói tại vì hồi nãy giờ anh có ngâm nước rồi cho nên anh nói là bây giờ nó đã sẵn sàng rồi đó. That's gonna be their new home. I'm just gonna throw them straight. Yeah, chồng Hiền sẽ để cái đất mới đó vô để cho làm nhà mới cho mấy em đó. Đó. Trời ơi, cái chuồng nó bây giờ nó nặng cực kỳ nặng luôn. Lots of juice in there. Yeah. I can hear it. I think because I spray some water in there the other night or something. Nó là có cái nước trùng ở trong á. Get all the juice out first. Bây giờ anh sẽ lấy nước trùng ra trước. Nhiều lắm á mọi người, cái đó là nước đó là bón cây là cực kỳ tốt luôn á. Ở nhà Hiền bây giờ là chỉ xài cái nước này thôi á. Bạn nào mà hỏi là Hiền trồng sao tốt á là Hiền xài cái nước này không á cả nhà. Hồi lúc trước Hiền có xài nước rong biển, nước cá. Nhưng mà vì cái nước này nhà Hiền tự sản xuất luôn cho nên nó là miễn phí. Nên bây giờ Hiền xài nước này không á. Vẫn còn nữa nè. How much water did you put in here? Don't remember, quite a bit. Oh, yeah. You can see that there's quite a bit of warm juice in there. Anh hỏi Hiền bỏ bao nhiêu nước cho đó, vợ Hiền nói Hiền để cũng nhiều ạ. As long as the juice look black, that's the gold, right? Gold, yeah. Cái nước mà nhìn nó đen đen á là nó đậm đặc á mọi người. I hope they're not all drowned. The worms? Yeah. Anh sợ là nước nhiều quá có thể mấy con trùng nó sẽ bị chìm. Chết rồi. Hy vọng là không có bị. Yeah.
Bây giờ đã thu hoạch hết cái nước trùng rồi, anh sẽ để cái đó 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 đó, đó. Rồi anh sẽ để đó đó. Ủa, làm gì vậy ta? Thì vẫn chưa biết là anh đang chuẩn bị làm gì, cho nên mọi người xem rồi hạ hồi phân giải. Đây, trời ơi, hồi nãy anh nói là có khi nào Hiền làm, có khi nào Hiền làm mấy con trùng nó chết hết không? Kìa, con sống kìa. Anh sợ là nước nhiều quá mấy con trùng nó sẽ bị chìm ở dưới. Ôi ôi, cả nhà nhìn nè. Một đống trùng trong đây luôn nè, mọi người thấy không? So basically what I've got to do now is sort through all this stuff and separate the worms from the soil. Yeah, bây giờ anh sẽ phải tìm cách nào đó mà lấy mấy con trùng ra khỏi đất. It's just chock a block full of worms in. Đầy trùng hết trơn. Quá chừng trùng luôn kìa. Eh? Yeah. Just chock a block. You gonna help me? No. Anh hỏi Hiền có tiếp ảnh không? Nói thiệt là Hiền sợ cực kỳ, lấy gì tiếp. I'm so scared of them. Is that gonna kill them? No, they'll be fine. Hiền hỏi làm gì có khi nào bị mấy con trùng nó bị cắt đứt rồi nó chết không, mà nó ổn không sao đâu. Là mọi người nhìn thấy không? Nó làm bằng tay gì cực quá ha. Cả nhà ơi, bây giờ là cái thành quả của gia đình Hiền nè, tụi mình đã thu hoạch xong rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ gia đình Hiền, và hẹn gặp lại mọi người vào phim sau ngày mai. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ. Bye bye. Elwood, Elwood, nhìn qua đây con.